Xin chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhã Hà Nẵng. Phía trước màn hình đây là biển Nguyễn Tất Thành quý cô chú anh chị ạ. Hiện tại kênh đang đứng ngay ngã ba giao nhau giữa đường Thanh Khê 6 và đường Lý Thế Tông, trung tâm quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Khu vực đông dân cư rất sầm uất, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Video ngày hôm nay kênh xin review giới thiệu đến cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà 2 tầng nằm ngay trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê, trung tâm quận Thanh Khê, rất sầm uất, kinh doanh buôn bán. Hiện tại đang cho thuê có thu nhập 150 triệu đồng trên một năm. Và để xem căn nhà này vị trí như thế nào, khu dân cư ở làm sao, xin mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn tham khảo ạ. Từ vị trí căn nhà thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 500 mét thôi quý cô chú anh chị ạ. Xin mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đi xem nhà thực tế ạ. Phía trước màn hình đây là đường Thanh Khê 6. Từ quý cô chú anh chị. Nhà 2 tầng rất là gần với biển Nguyễn Tất Thành luôn. Khu vực đông dân cư rất sầm uất, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Hiện tại đang cho thuê có dòng tiền một năm là 150 triệu đồng. Khu vực rất sầm uất, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề quý chú anh chị. Ngay vị trí ngã ba giữa đường Dũng Sĩ Thanh Khê và đường Thanh Khê 6. Phía trước màn hình đây là cái nhà đang chào bán đây quý cô chú anh chị ạ. Hiện tại đang cho thuê làm spa. Có thu nhập là 150 triệu đồng trên một năm. Căn nhà này có tổng diện tích đất là 115 m². Pháp lý sổ hồng riêng chính chủ sẵn, có thể mua bán giao dịch trong ngày. Mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Từ vị trí căn nhà thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 500 m thôi quý cô chú anh chị ạ. Cách trung tâm hành chính quận Thanh Khê khoảng 3 km. Trong vòng bán kính 2 km trở lại thì có rất là nhiều tiện ích như là trường học, nhà hàng, khách sạn, chợ, bệnh viện và rất gần với trường đại học thể dục thể thao. Khu vực rất sầm uất, kinh doanh buôn bán. Hiện tại căn nhà này đang chào bán với giá là 6 tỷ, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng mạnh mẽ. Quý cô chú anh chị quan tâm mua đầu tư, mua ở hay giới thiệu bạn bè người thân thì hãy liên hệ ký qua số điện thoại. Xin được nhắc lại thông số, một căn nhà 2 tầng nằm ngay trên mặt tiền đường Dũng Sĩ Thanh Khê. Diện tích đất là 115 m², sổ hồng riêng chính chủ sẵn, có thể mua bán giao dịch trong ngày. Mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Từ vị trí căn nhà thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 500 m thôi quý cô chú anh chị ạ. Khu vực đông dân cư rất sầm uất, kinh doanh buôn bán. Hiện tại căn nhà đang cho thuê là có thu nhập là 150 triệu đồng trên một năm. Hiện tại căn nhà đang chào bán với giá là 6 tỷ, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng mạnh mẽ. Quý cô chú anh chị quan tâm mua đầu tư, mua ở hay giới thiệu bạn bè người thân thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Tiện tay quý cô chú anh chị hãy cho một nút like và kéo xuống đăng ký kênh để nhận thông tin nhà đất tại Đà Nẵng một cách nhanh chóng, chính xác nhất ạ. Xin cảm ơn rất nhiều.